Sáng ngày 26 tháng 1, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tại đây, đồng chí bí thư huyện ủy đã ghi nhận những thành tích mà Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục bám sát vào nghị quyết của cả cấp để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn huyện. Công tác tuyển quân, công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, tham mưu cho huyện việc rà soát lại đất quân sự quốc phòng để vừa bảo đảm nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn huyện, vừa giúp cho huyện và xã có thêm quỹ đất để phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Nhâm Dần năm 2022, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đã gửi lời chúc mừng tới Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng cả cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các điểm, lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng, tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp mà Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đạt được trong năm qua.